Ok, xin lỗi anh em nha, thành thật xin lỗi anh em. Tại vì ngày hôm qua mình có làm cái mini game nhưng mà có một vấn đề nhỏ là sai số của mình đó anh em. Thực ra thì mình kêu anh em đoán ba số cuối của cái tờ tiền 50 này nè. Nhưng mà mình quên để ý một cái là cái số series của ba số cuối nó nằm bên này luôn, bên này nó cũng có rồi. À, nếu mà anh em zoom lại gần cho là thấy nè, là số nó có thực tế, nó có đây luôn, mình không nhìn số này mà mình chỉ che số này nên nó mất cái sự công bằng đi. Mình đầu tiên là mình xin lỗi tất cả các bạn đã bình luận vô đoán số này nọ đã chơi, nhưng mà giờ mình xin lỗi là mình sẽ làm lại cái mini game khác nha các bạn, mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình, tại vì mới cái lần đầu mà mình cũng không chơi rành lắm, nên là bây giờ mình sẽ bỏ cái tờ tiền 50 này đi nha các bạn. À, coi như là sai số là cho mình, tại mình che đây nhưng mà ở đây vẫn còn cái số series đây. À, nên có mấy anh em vô comment nói là anh ơi chơi lại đi chứ số anh để lộ vậy thì chơi nó không được vui, nó mất công bằng đi. À, thì mình cũng rất cảm ơn mấy anh em đã hỗ trợ mình vấn đề đó. Thì thôi mình xin lỗi anh em, mình sẽ làm lại cái mini game khác nha. Đó. À, mình dẹp tờ tiền này nha các bạn. Rồi đây cũng y như cái hôm trước thôi, thì cũng là tờ tiền nhưng mà tờ tiền này 200, mình gấp lại mình che cái số series phía bên hông này rồi đó. Thì cũng nhắc lại với anh em là thì nếu vô chơi chơi mini game này thì bước một là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, bước thứ hai là chia sẻ lên hội nhóm của anh em Facebook cũng được. À, bước thứ ba là đón ba số cuối của cái tờ tiền 200 này đó, và một lần comment như vậy á, gửi tới mình á, là mình cho phép các bạn được làm ba đáp án nha. Một lần comment gì là được ba lần ba cái đáp án, thí dụ như là 567 hoặc là 321 hoặc là 123, thí dụ như vậy. Ok. À, một lần gửi tin nhắn trực tiếp trên cái kênh YouTube của mình đó là được ba đáp án. À, và cuối cùng là một phần thưởng của một giải, tại vì mình cũng chỉ làm một giải nhất thôi nha các bạn. Đây là một cây gỗ cây trúc vàng ở trên Đắk Lắk của ông anh cũng gửi tặng mình đó, lên chút pin nè, mà vân ngày vân gỗ tự nhiên nha các bạn, chạc chạc 7.5 đầu Elite 14. Ok đó, mà nó tự vân gỗ tự nhiên luôn. Form này là form ôm nha các bạn, cải tiến cái vị này xíu, dán one hit đó. Đây và hỗ trợ đi chung với cái bộ combo của cái ná đó là một dây đeo tay đây luôn nha các bạn đó. Mình để sẵn, các bạn về thích cột kiểu sao cột mình đã vô sẵn như vậy thôi, vô sẵn về một chồng kéo lên kéo xuống, kéo này lên kéo xuống, các bạn tay dài tay ngắn nó thích làm gì quyền của bạn. Và mình cũng có một bộ thun cho anh em về tập bắn nha. Và đó. Ok nha các bạn. Rồi các bạn vô chơi mini game ủng hộ mình, hãy ráng đăng ký kênh và chia sẻ cho những anh em khác cùng biết và chơi chung mini game của mình nha. Rồi, thành thật mình xin lỗi những anh em nào mà hôm trước đã chơi mà đoán số thì vô chơi lại để nó có cái sự công bằng hơn ha. Rồi
À, quên, xin lỗi anh em nha. Mình sẽ chốt từ lúc mình đăng clip của cái mini game này tới chiều ngày thứ hai nha. Thì trễ ngày như hôm trước rồi tới ngày chủ nhật, nhưng mà mình cũng chốt lại là tới 4 giờ chiều ngày thứ hai là mình sẽ không nhận tin nhắn tới đúng 4 giờ chiều nha các bạn. Rồi tới 7 giờ tối của ngày thứ hai đó mình sẽ công bố kết quả trên kênh YouTube của mình luôn nha. Ok, chúc các bạn may mắn nha.